chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây trọn bộ bảng main của điện thoại Lumia 430 trong các mặt tải di động cao cấp.vn hay có tên gọi khác là Lumia RM1099 đang có mặt tải di động cao cấp.vn. Và đây là phần khay SIM của Lumia 430. Khi các bạn dùng SIM không đúng chuẩn, chúng ta rút ra rút vào là nó lấy đồng trên máy bị gãy cong vênh làm cho máy không nhận SIM. Thì hiện nay di động cao cấp.vn là địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới khay SIM của Lumia 430 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả linh kiện của Lumia 430 nói chung và phần khay SIM của Lumia 430 nói riêng thay mới cho các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên Lumia 430 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa thay mới khay SIM của Lumia 430 được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại di động cao cấp.vn.